chị Nia, xin chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu của chị Nia. Hôm nay chị Nia có một bộ tranh mới để các bạn, đây là tranh tô màu nước các bạn nha. Một bộ tranh của chúng ta thì gồm có hai bức tranh này, cỏ tô màu và màu nước ở đây các bạn nha. Màu nước của chúng ta sẽ được dùng để tô cho bức tranh của chúng ta đấy các bạn. Dạ, chị Nia sẽ tháo cái tranh này ra này, lấy dạng màu ra và thêm một cái que. Thêm một cái cọ màu nữa. Đây là bức tranh của chúng ta nha các bạn. Trước khi mà chúng ta tô màu, chúng ta sẽ có cái bức tranh này nha. Và màu của chúng ta các bạn ơi, màu của chúng ta nó đã khô rồi, là chúng ta chỉ cần dùng một chút nước lọc chúng ta cho vào đây, và đó là chúng ta khuấy đều lên các bạn nhé. Đây, giống như chị Nga làm này các bạn nhìn nhé. Mang lại cái màu xanh đi, chị Nga sẽ bị nhạt ra nha. Chút nước chúng ta cho vào, một lúc sau là nó sẽ mềm ra các bạn nhé, là chúng ta sẽ có màu để tô. Các bạn nhớ chuẩn bị cho mình một cốc nước nha các bạn, để chúng ta sẽ rửa cọ. Khi mà chúng ta tô màu khác ấy thì chúng ta sẽ rửa cọ đi các bạn. Một bức tranh của chúng ta sẽ có hai mặt nhé các bạn. Chúng ta có hai mặt để có thể thoải mái tô. Và sau một hồi mà chị Nga để cho nước vào đây thì bây giờ chị Nga sẽ quấy thêm màu này lên các bạn nhé, để cho màu nó tan ra. Quấy cho màu khô thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tô tranh các bạn nhé. Đầu tiên chị sẽ tô cái mũ cho chú rùa này các bạn nhé. Các bạn hoàn toàn có thể sáng tạo theo cái sở thích của mình nhé. Và chị sẽ tô cái màu vàng lên cái mai của chú rùa luôn các bạn nhé. Sau khi tô xong màu vàng, sẽ rửa cọ này. Tiếp tục chúng ta sẽ tô cái khuôn mặt của chú rùa nha. Mình sẽ sử dụng màu đỏ để tô cái môi của chú rùa này. Chúng ta chỉ có bốn màu chính nên là chúng ta sẽ sử dụng các màu này để có thể tạo ra các màu khác đúng không các bạn nhé. Vì vậy nên là chị Nia sẽ ưu tiên tô những cái nào mà chị Nia sử dụng màu sẵn có ở đây, còn lại về phần sau thì chị Nia sẽ phối màu nhé, màu sau các bạn nhé. Thì sẽ phối màu đỏ với màu xanh dương các bạn nha.
Đây là bức tranh của chị Mia sau khi hoàn thành nha các bạn. Bạn thấy bức tranh này như thế nào? Bây giờ chị Mia sẽ để cho nó khô, sau đó chị Mia sẽ tô cái mặt tiếp theo là một chú ong các bạn nha. Các bạn nữa chúng ta sẽ cùng tô chú ong này các bạn.